Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay chiều chủ nhật khá là mát mẻ thì tâm sẵn tiện review một cái sản phẩm này cũng rất là hữu ích cho mọi người, nhất là anh em thợ ha, thì lắp đặt và theo yêu cầu khách hàng. Đặc biệt là những trường hợp chúng ta lắp cái cửa cuốn hay là cửa đóng mở, cổng hay là tời hàng đấy, muốn đảo chiều lên xuống nhưng với dùng một tay remote nhỏ thôi, chẳng hạn như tay remote này. Đó, rất là nhỏ gọn ha. Nó khoảng 4 ngón lóng tay thôi ha. Và chúng ta có thể móc trong cái khâu chìa khóa hoặc là móc bên hông lưng quần. Đấy, rất là tiện và có nắp trượt lên xuống để đậy luôn, thấy không? Đó. An toàn, chúng ta không có ba chạm lên cái nút này ha. Đó. Đây là bộ điều khiển đảo chiều động cơ ha, dùng được điện 220V và 380V. Cái thông số bên trong của nó là cái dùng cặp relay 30A nha, để đóng cắt cho cái thiết bị. Và thông thường đi kèm với tay remote lớn này, dùng pin 9V. Đấy, thì tay remote lớn này hơi bất tiện, nhưng được cái thì tay remote lớn là điều khoảng cách nó xa. Đấy, nó lên tới lý thuyết 1.000m rồi. Còn cái bộ điều khiển này, cái tay remote này á, thì nó đi được khoảng 100m thôi. Theo tâm điều test, trong điều kiện mà có xuyên tường chút đỉnh á, thì nó đi khoảng 100m. Còn trong điều kiện mà không vật cản luôn á, thì đi được khoảng hơn 100m. Đấy, thì dao động được khoảng 20-100m. Thì anh em mình xài thoải mái rồi, trong điều kiện chúng ta điều khiển cửa rồi ha. Thì hôm nay review nhanh qua và cách ghép nối ha. Còn cái cách đấu nối điện thì Tâm chỉ nói sơ qua thôi. Cái video chi tiết thì Tâm đã làm với tay remote này trước đây rất là nhiều lần rồi. Thì anh em mà quan tâm đấu nối chi tiết á, thì Tâm liên hệ với Tâm. Số điện thoại là 0906-099-063. Tâm sẽ gửi cho anh em mình xem cái video đấy này để đấu nối điện chi tiết ha. Đấu nối qua khởi động từ, đầu khóa chéo là như thế nào, đấu nối với công tắc hành trình là như thế nào, rồi các switch gạt ở chỗ này nè, qua màu đỏ đỏ nè, để chỉnh ba chế độ hoạt động của cái bộ này. Chỉnh như thế nào đấy. Thì rất là cụ thể luôn, nên mình không lo lắng gì khi mua hàng bên thiết bị điện Thanh Tâm đó. Tâm hướng dẫn rất là chi tiết để anh em có thể xài được, có thể sử dụng được, thậm chí anh em nào không phải là thợ thì cũng sử dụng được luôn. Tâm cam kết điều đó, được chưa? Rồi bây giờ thì Tâm nói sơ qua thì cái bộ điều khiển này nha. Đây là điện vào ra ha, vào ra lửa và dây nguội. Còn ba chân tiếp theo nè, command, reverse và forward. Nói chung ba chân tiếp theo này là ba chân để điều khiển cái ngõ ra để đảo chiều. Còn đây là cái cặp mà upper limit và lower limit, là cái cặp công tắc hành trình trên và dưới hoặc là trái phải ở trên dưới tùy chúng ta định nghĩa ha. Đây là cặp công tắc hành trình thứ nhất, công tắc hành trình thứ hai. Rồi cái switch gạt hôm nay là để chỉnh ba cái chế độ điều khiển cho cái bộ điều khiển này. Bộ này rất là hay luôn, và thiết kế mạch bên trong không nói là rất là chuẩn luôn. Đây, ở đây thì có đèn báo ha, đèn báo. Ở đây thì cái nút nhấn màu đen là nút nhấn để chúng ta ghép nối remote nha. Còn ba nút này là nút bật tắt tại chỗ. Bây giờ Tâm sẽ cấp điện vào và ghép nối thử remote cho anh em mình xem luôn, và xóa remote cho anh em mình xem luôn, để trong trường hợp anh em mình có thể tự làm được, tự ghép nối remote được. Đó nha. Đấy, trong trường hợp ví dụ thợ bàn giao cho chủ nhà rồi, chủ nhà muốn xài được thì vẫn có thể làm được thoải mái, được chưa? Chúng ta không có lạ gì hết, trước lạ sẽ quen thôi. Và cái điện thì chúng ta cẩn thận chút xíu để tránh trường hợp bị chập cháy hoặc là gây điện giật nha. Chúng ta cẩn thận điện xíu. Rồi, nấu điện vào nha. Em sẽ cắm nguồn. Đấy, cắm nguồn vào nó bíp phát ha, đèn trên đây nó sáng nè. Đèn nguồn này nè, đèn nguồn sáng nha. Chúng ta bật tắt nè. Em để đèn màu xanh là đèn stop và dừng nè ha. Đấy, xuống nè, dừng nè, lên nè. Được chưa? Được chưa? Rồi, đây là chế độ mặc định của nó, bấm nè. Chứ bấm xuống nè, bấm lên thì nó phải dừng phát rồi nó mới chạy lên. Được chưa? Đó là chế độ mặc định của nó. Rồi remote ha. Remote. Rồi remote này đã ghép nó rồi đây. Dừng ha. Đó. Dừng. Xuống, dừng, lên. Đó. Được chưa? Rồi Tâm sẽ hướng dẫn ghép nối với cái remote mới này nè. Remote này là chưa được này ha. Có pin này nè, nhưng mà chưa ghép nối. Thì chúng ta sẽ bấm có nút AB đúng không? Ví dụ để ghép nối nút A, chúng ta bấm đây một lần. Rồi nếu chúng ta bấm nút để ghép nối nút B, để chúng ta bấm đây hai lần. Giờ Tâm nói ghép nối nút B trước nha. 1 2. Rồi thử xem nha. Rồi được nút B rồi, nút A chưa có tác dụng ha. Giờ bấm một lần, bấm nút A nó sẽ kêu tiếng bíp khoảng 4-5 lần, một hồi bíp á, để nó xác nhận là ghép nối xong đó nè. A nè, B nè, chưa, dừng nè. Đây, ở trong hợp nếu chúng ta ghép mà nó chưa ưng ý thì chúng ta xóa, chúng ta ghép lại.
cứ vậy thôi, tại vì thao tác bấm 1, 2 chỗ đây nhiều khi chúng ta bấm không chuẩn và cái bộ này nó nhận không hiểu là một hoặc không hiểu là hai lần thì nó sẽ không ghép nối thành công. Thì chúng ta ghép nối lại thôi bằng cách xóa nha. Anh em mình bấm giữ nè. Bấm giữ nha, cho nó khi nó kêu bíp bíp liên tục. Đấy. Là xóa hết remote đó, bấm thử nè. Rồi, được chưa? Chúng ta xóa, chúng ta làm lại. 1 2. Rồi bấm nút B trước. Tại vì nút B là bấm 2 lần nên có khả năng nó sai cao hơn nên tâm ghép nối nút B trước. Đấy, đơn giản thế thôi. Rồi bây giờ bấm dừng ha, bấm nút A. Rồi. Trong quá trình mà khi mình bấm một lần nó kêu bíp bíp là chúng ta phải bấm trên remote liền chứ đừng đợi nó tắt nha. Nó tắt tức là nó cái thời gian chờ ghép nối nó hết rồi nên nó tắt, nó không kêu bíp nữa. Anh em bấm có trên remote thì nó không có tác dụng. Rồi đấy, thì Tâm giới thiệu sơ qua cái bộ điều khiển này. Tâm đặt tên nó là DC12 và đang rất là chạy, bán rất là chạy hàng luôn. Anh em yêu chuộng lắm, đặc biệt là anh em nào thợ lắp cửa cho chủ nhà, tại vì chủ nhà đâu cần remote lớn rồi đâu, đâu cần điều khiển quá xa, chúng ta chỉ cần khoảng 20-50 mét là dữ lắm rồi. Ví dụ đi gần tới nhà, đi lái xe ô tô gần tới nhà, chúng ta bấm remote cái kịch cái cửa cổng nó lên, rồi cửa cổng nó chạy lên, xong rồi chúng ta chạy xe vô nhà, xong rồi chúng ta bấm remote đóng cổng lại. Đấy, rất là tiện. Đặc biệt là lúc trời mưa chẳng hạn thì chúng ta không đi xuống mở cửa cổng, nó vất vả, nó nhọc người lắm, thì chúng ta bấm remote ha, rất là tiện. Đặc biệt là anh em nào đi xe ô tô và nếu anh em nào đi xe máy thì càng phải làm như thế nữa. Đặc biệt lúc chở con nhỏ trên xe mà chúng ta leo lên leo xuống thì chúng ta đóng mở cửa cổng thì ôi thôi nó phiền mà nó nhọc người. Thì chúng ta có thể kêu thợ tới lắp cái bộ điều khiển cửa, lắp một cái cửa cổng mà nó tự động, nó rất là tiện ha. Thậm chí bây giờ anh em mình có thể điều khiển cửa cổng qua cái từ xa, qua wifi 3G luôn, gấp kèm một cái camera nữa. Ví dụ khi có cái việc gì đó cần lính lát vô nhà nó lấy hàng, vô kho nó lấy hàng thì chúng ta có thể bấm cái cửa nó mở lên, nhìn quan sát camera nó mở lên, xong nhân viên lấy hàng ra, xong rồi lính nó lấy hàng xong rồi chúng ta sẽ đóng cửa cổng lại và không cần phải bàn giao chìa khóa cho bất cứ ai hết. Rất là tiện, kèm với một camera quan sát ha và một bộ điều khiển từ xa qua wifi 3G. Nó giờ bây giờ nó hiện đại như thế đấy. Thì bà con mình có nhu cầu thì cứ liên hệ các đội thợ gần và họ sẽ lắp đặt, tư vấn lắp đặt cho. Đấy. Rồi Tâm xin chào và cảm ơn anh em. Cảm ơn bà con cô bác mình đã xem cái kênh YouTube của Tâm. Và nếu thấy hữu ích thì nhớ ủng hộ Tâm một nút like hoặc là theo dõi kênh của Tâm nha. Xin chào và hẹn gặp lại.